Kính bạch Thầy, xin Thầy khai thị. Nếu mà xin Thầy chia sẻ thì hay quá. Con mong ước tha thiết muốn vãng sanh về cõi Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc mới được. Đừng có tha thiết về cõi Phật nha chứ vị, ngay cả nhiều cõi Phật lắm. Ở đây cũng là cõi Phật của Đức Bổn Sư Thích Ca đây, mà Ngài biểu chúng ta là rời cái cõi Phật của Ngài đi trở về Tây Phương Cực Lạc hay hơn. Tức là luôn luôn chư vị nói là con muốn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trên mười phương chư Phật này có vô lượng vô biên cảnh giới, chỗ ngày ngày nào cũng có cái cũng cõi Phật hết. Nhưng mà tất cả những cõi Phật hầu hết cũng còn có sanh tử luân hồi, vẫn là còn uế độ. Chứ về cái thật sự là tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc thì chỉ có một, chẳng có hai đâu nha. Nhớ cho kỹ nha. Tức là về cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là tại vì cô viết tắt á, vị này viết tắt á, nên phải giải tỏa oan gia trái chủ trước. Hàng ngày đã đặt bài vị thờ cạnh bàn Phật, thường cúng thí thực buổi chiều và sau mỗi thời khóa, còn kính cẩn sám hối, hồi hướng tất cả những công đức để các vị rộng lòng tha thứ. Có thể trong này cũng có cha mẹ nhiều kiếp, kính Thầy chỉ giáo con làm như vậy có đúng không? Đúng đấy, không sai đâu. Nhưng mà xin thưa với chư vị là mình đem công đức hồi hướng cho họ là tốt. Nhưng mà nếu ngày ngày đều nghĩ đến họ thì lại có một cái kẻ khác. Đây là lời dạy của Ngài Liên Trì Đại Sư, chứ không phải là của Tịnh Hải này đâu. Ngài nói là cái người quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Trong đó mình sẽ đi thành Phật, mình sẽ coi như là hóa giải được những chướng nạn về cái nghiệp chướng, ngay cả những oán thần trái chủ nữa. Mình cứ thành tâm đem công đức hồi hướng cho họ. Sám hối có nghĩa là một đời này mình không làm lại những điều tội lỗi xưa. Mình quyết chí tìm con đường mình thành Phật để cứu chúng sanh. Đây là pháp đại sám hối viên mãn nhất. Đừng nên là cứ ngày ngày sám hối, nghĩ đến cái tội chướng của mình. Vô tình cái tội chướng của mình ứng hiện trong tâm của mình. Thì đến lúc mà mình nằm xuống đấy, thì tự nhiên cái tội chứ nó ứng hiện ra trước mặt của mình. Mình tiếp tục sám hối để cầu giải oán thần trái chủ, mình quên mất câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh đấy chưa vậy. Thế là Ngài dạy như vậy đấy. Cho nên Ngài nói là những người nào mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì tất cả nào là đều giải oán thần trái chủ này, pha nghiệp này, rồi tạo phước tạo gì đó cũng là nằm trong một cái là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Chú vị thấy không này, Ngài giải rất là kỹ. Còn như một người nào mà sám hối mà cứ ngày ngày nghĩ tới sám hối thì cái điều này nó làm cho mình khó khăn vãng sanh. Tại vì mình cứ lo nghĩ về oán thân trái chủ, lo nghĩ về tội nghiệp của mình. Cho nên mình lo mình nghĩ cái gì thì chính những cái lo nghĩ đó là những cái chủng nhân, chủng tử. Nó gắn trong tâm của mình. Nó gắn trong tâm mình mạnh quá, nhiều quá thì lên lúc mà mình nằm xuống mình mệt mỏi rồi mình không tự chủ được thì tự nhiên những chủng tử nó ứng hiện một cách tự nhiên, mình kiểm soát không được. Như vậy nó ứng hiện về nghiệp chướng thì mình lo giải trừ nghiệp chướng. Nó ứng hiện về oán thần trái chủ là mình nghĩ về mình do hồi sám hối với oán thần trái chủ vô tình. Đây là một cái điều tốt, nhưng mà cái điều tốt này mình quên mất một cái tốt đại tốt là mình thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cũng mong quý vị này là cứ ngày ngày mình niệm Phật hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ. Mà cái nhiệm vụ của mình là lo nghĩ Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, nhớ A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì tất cả chư vị trong oán thân trái chủ sẽ cố gắng hộ pháp cho mình. Chứ các ngài không có ứng hiện bắt mình phải đền nợ, nó trả nợ cho họ là họ cho mình an vui đâu. Nhưng mong chư vị phải nhớ cho kỹ nha. Cho nên không phải là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải giải tỏa cái nạn oán thân trái chủ trước. Mà nên nhớ là ta phải quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trước thì chúng ta sẽ hóa giải cái ách nạn oán thần trái chủ dễ dàng sau này hơn. Chứ vì thấy rõ ràng hai cái này khác nhau không này.
Vì chúng ta quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chư hộ pháp bảo vệ cho chúng ta, chư Phật thánh lực gia trì cho chúng ta, tự nhiên nạn oan thần trai chủ không giải mà được giải. Còn mà mình quyết là mình nghĩ là phải giải được cái oan nạn oan thần trai chủ thì sợ rằng là một đời này tu mình không đủ công đức để giải được những ách đạn mà mình đã tạo ra với chư vị trong pháp giới trong nhiều đời nhiều kiếp đâu. Trên hai cái này nó hơi khác nhau. Mong chư vị là không đặt một vấn đề nào cả, mà mình quyết chí niệm Phật trở về Tây Phương, quyết chí làm thiện làm lành, không làm những điều ác nữa, quyết chí đem công đức hồi hướng cho lịch đại kiếp trâu ân thần trái chủ, quyết chí đem công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất trố trong nhiều đời nhiều kiếp, ngay cả những người trong đời này, những người có duyên thiện của mình cũng hồi hướng công đức, nhiều duyên ác mình cũng hồi hướng công đức luôn, tức là mình coi như là phổ đồng cúng dường, thì tự nhiên cái đường mình bản thân nó rộng mở hơn. Chứ vậy cái đồng ý không? Nhớ cho kỹ nha, chứ không nên là chỉ ngày ngày nghĩ tới oan thần trái chủ vô tình. Những cái ý nghĩ này nó là một cái chủng tử rất cận kề với mình. Khi mà mình không còn tự chủ được thì tự đựng nó ứng hiện ra, mình cứ lo giải quyết vấn đề oan thần trái chủ mà quên rằng là một tiếng đồng hồ nữa mình đã xả bỏ báo thân rồi, mình không hay, mình không biết. Mong chư vị như vậy là cứ một lòng niệm Phật cầu trên Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên giải quyết tất cả mọi vấn đề. Chư vị có đồng ý với tài nãy nào không? Thế nha.